Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, những năm qua, thành phố Ninh Bình đã tập trung phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Chính vì vậy, việc cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là xây dựng các tuyến đường giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng cho một đô thị du lịch, văn minh, hiện đại. Trong không khí vui tươi phấn khởi hướng tới sự kiện trọng đại của tỉnh, trên công trình dự án xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh giai đoạn 1, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang hăng hái thi đua đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Đây là công trình hạ tầng quan trọng nhằm phát triển đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, góp phần cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp, thoát nước đô thị, giảm mật độ lưu thông trên các tuyến quốc lộ đi qua thành phố Ninh Bình. Đồng thời triển khai mô hình liên kết liên hoàn giữa dịch vụ du thuyền đường sông, du lịch kênh trong đô thị và du lịch chèo thuyền. Dự án có tổng mức đầu tư trên 840 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến năm 2023. Đến nay đã thực hiện được khoảng 60% khối lượng đảm bảo tiến độ đề ra. Hiện nay là nhà thầu cũng đang tổ chức các cái mũi thi công chủ yếu là phần thoát nước và phần đóng cọc. Thì hòa chung với không khí là kỷ niệm của tỉnh thì đơn vị cũng tổ chức tất cả các cái mặt, ví dụ như là con người, thiết bị, vừa thi công đảm bảo được tiến độ nhưng mà vừa phải phòng chống dịch. Thực hiện định hướng đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua tỉnh đã quan tâm khởi công triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Ninh Bình như công trình cải tạo mở rộng đường Nguyễn Huệ, dự án xây dựng quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế. Đặc biệt, dự án xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng giai đoạn 2 đang được đẩy nhanh tiến độ kết hợp với đường Bái Đính Kim Sơn khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần khai thác tốt tiềm năng du lịch của Ninh Bình. Ngoài cái sự chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các sở ban ngành, các huyện, thành phố, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Trong đó có tập đoàn Kinh tế Xuân Thành là một trong những tập đoàn đi đầu trong những lĩnh vực là xây dựng các công trình lớn và hạ tầng cơ sở của đô thị. Thì đến nay chúng ta cần phải cố gắng cao hơn nữa và quyết tâm hơn nữa để làm thế nào đảm bảo được mặt bằng, có mặt bằng thi công thì chúng tôi sẽ đảm bảo kịp và vượt tiến độ. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo ban cùng với công đoàn cơ quan đã phát động cái phong trào thi đua ngay trong anh em ở cơ quan và một số các cái doanh nghiệp tay thi công tại các dự án mà chúng tôi quản lý. Thế thì về mặt chuyên môn thì cơ quan anh em đang phát động cái phong trào sáng kiến cải tiến để làm sao mà tạo cái sân chơi lành mạnh cho các cái doanh nghiệp thi công, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cái đơn vị để làm sao phát triển, phấn đấu là hoàn thiện các cái dự án để đúng đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn và đúng các cái quy định hiện hành. Các công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn thành phố Ninh Bình sẽ dần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, định hình và phát triển một đô thị hiện đại, trung tâm của du lịch Ninh Bình trong tương lai.